ba thì sẽ ăn loại trực tiếp. Các bạn thấy cũng thiết lì như nào đấy ạ, cũng học cũng thế. Hai tay có gì đánh như nào, đường cầu vô số trăng. Phá kỷ lục của Nguyễn Tiến Minh hả? Mệt rồi. Ok, bắt đầu live stream. Tất cả ai đang theo dõi lại cái live stream này nhá. Những người xem đầu tiên anh sẽ như thế nào? Đây là một trận đấu phải nói là siêu kinh điển, trận đấu mong chờ nhất, trận đấu giữa Quốc Học và Vũ Văn Thiết, hai vận động viên được nổi tiếng là lì lợm trong cô đông phong trào của Vũ Văn Thiết Hà Nội. Điều chú đang là một trong những Quốc Học, hai tay vừa lì như nhau, đập xuống hai Vũ Văn Thiết. Cái của Quốc Học tấn công. Hai tay vượt lì đánh nhau nên chúng ta sẽ có một đường cầu dài và rất thành co, rất dài luôn, thẳng đứng như thế. Hai ông này cứ kiểu đánh đúng không? Ta thì không cần thiết, ta đánh cho đơn vị nào cũng không lâu. Với chân hai này lên trên, đánh cho đơn vị đại từ bán nhiệt. Và nhiều người có cơ hội được thưởng thức trận đấu này hơn. Cầu rất hay và ok, ba đều của học cao cầu. Đấy sẽ là một trận đấu vô cùng tốn sức. Hai đội tuyển sẽ không ai có thể giành chiến thắng thắng hết. Đội tuyển nào sẽ là một trận đấu kịch tính về cầu trận đấu tiếp theo của đội Đông Lâm. Ui, một đấy hơi xa. Rất hay. Cô học không lựa chọn đập cầu mà đây có anh là đập cầu. Đập qua rất nhẹ nhàng. Mày bắt cú vượt hai cây vượt này. Vâng. Đố này ai rất là mong mình đã chia sẻ với mọi người. Người khác. Và có một cái gì? Đấy là sự đo đoán của đối tượng và các bộ phim. Đấy. Điểm 6 đều trong Quốc Học rất hay. Chào chúng nhân chào nghe rất là nhiều rất hay. Chào anh Toàn Phạm Quốc Nhập. Ở đây chào chúng tôi một lào rất khó chịu của Quốc Học. Quốc điểm đây. Vâng, mấy người sở trường của Quốc Học sẽ mai vào đồng viên này đánh nhanh nhanh. Thích quá. Hay quá nhờ. Đẹp xuống là chuyên nghiệp. Đúng lên. Hay quá nhờ. Chiến thắng nó vào cầu được về Quốc Học. Sáu Quốc Học học tập. Ôi ô. Tiếc vâng. Này nha, xin chào Kino Trần. Nhưng mà thấy cũng chia sẻ cho ai chuyện này. Chuyện của Lâm đúng không? Lên quên. Báo cho máy nhau. Thôi. Bắt đầu gặp. Chào vui em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây, quay.
mày quay kia đây. Nhảy nhá. Nhảy ra. Quay đi con. Xoa cầu bài bài. Mấy người từ một biên không được rồi, rất đáng tiếc. Người đều. Đấy là được bình tĩnh đánh giống nhau. Đánh giống nhau thật nhất. Và trận đấu này cũng đã được Hùng quay lại ở chế độ Full HD để có thể gửi đến mọi người. Trận đấu mới rất đẳng cấp đúng không? Gần như nói chuyện trận đấu thôi. Một người trận đấu thứ nhất cũng là giao cầu đứng gần màn hình của chúng ta. Rất đáng tiếc. Đương kim vô địch lúc báo tuổi trẻ thủ đô ở nội dung Việt Nam phong trào Nguyễn Quốc Ngọc Á Quân Đơn Nam cúp báo tuổi trẻ ở nội dung cao vẫn còn số 11 đều cũng như giao cầu. Hai tay vượt có lối đánh gần như giống nhau. Hai tay vượt rất nhìn rộng, thể lực rất nhìn rộng. Hello Quân Nguyên nhờ. Xem cả anh Nguyễn Xuân Trường rất là chủ trình. Còn này có chắc là người quản lý chơi. Hello Đức Lai, xin chào và chiến đi. Ok anh Trương Ken Vi nha, bởi vì là Nguyễn Học
yếu hai tay vợt này, một trong hai tay vợt có vòng cong, trong những vòng cong tiếp tục những tay vợt rất mạnh. Thank you.
cơ. Và tiếp theo, ở đội bóng đá các đội đang chuẩn bị. Người đưa một cây lắm. Ra đây.